Vi tặng. Đây các bạn nhé, đây là một bát phở vịt. Chào các bạn nhé, cảm ơn các bạn quay trở lại video tiếp theo của mình nhé. Hiện tại đây mình đang có mặt tại quán phở vịt quay rất là ngon ở Lạng Sơn. Như bạn nhìn thấy khách đang ở đây rất là đông. Làm ly thôi. Đây là bún bát phở đây. Ở đây bây giờ bún bát phở ở đây là 40.000 được các bạn nhé. Bát phở. Đây phở đây. Ở đây là phở tự làm. Để bên kia giúp. Đây là một nước canh rất là to. Đang cái tầm đông khách. Ở bên kia là áp chào này. Đến cái tầm khoảng tầm từ 7 giờ cho đến 8 giờ là khách rất là đông các bạn. Phở vịt là 40, đùi là 45. Khách đông ở quán là sẽ dao động từ khoảng tầm từ 7 giờ cho đến 8 giờ. Đấy là cái tầm đông. Đến tầm đấy thì để tìm bàn cũng khá là khó. Các bạn muốn ăn thảnh thơi một tí thì đến khoảng tầm từ hơn 8 giờ một chút, hoặc là đi sớm hẳn. Cái nhỏ không đi ạ? Không, nhưng mà Hà Giang nó đi rồi mà. Đang thức phẩm đi. À. À tức là Hà Giang xuống đây hả cô? Lấy
Hà Giang học là đúng bài đấy. Chỗ đấy nó có nhiều khách du lịch đấy. Một đĩa cổ cánh. Ở đây các bạn có thể gọi suất theo ăn theo bát, cũng như các bạn gọi đĩa cổ cánh cũng được, hay là một nửa tùy. Hiện không gian ở phía trong kia đang cô đang làm việc ở phía trong này, nhìn thấy không? Đang đổ thêm canh vào các bạn ạ. Một nồi nước canh rất là to. Sáng nay đi thấy có mấy xe. Sáng làm tất bật từ 5 giờ sáng. 3 rưỡi. Không sao chị ạ. Đây, hiện tại bây giờ mình đang đến với một mâm của các bác. Các bác thường đi ăn phở vịt ở đây không ạ, các bác? Ôi, thường xuyên. Thế bác cảm thấy là phở vịt ở đây như thế nào ạ? Rất ngon, các bác mới ăn thường xuyên chứ. Rồi, cảm ơn các bác nhá. Chúc các bác ngon miệng. Các ông trông cháu. Rồi, các bạn nhá. Vừa mới ra một suất phở vịt đây rồi. Phở vịt ở đây thì bây giờ sẽ có giá là 40.000. Đợt trước là 35.000 các bạn nhá. Ua, nhiều quá cô. Đây, cô chủ cho thêm một cái còng này. Đấy, đây là cái này cô chủ cho thêm đấy nhá. Thực ra thì một bát ban đầu này là 40.000. Mà một riêng một cái còng như này thì là một bát phở còng ấy thì là 45 một các bạn nhá. Đấy. Đây là ba chỉ này. Bạn nhìn thấy không? Những miếng thịt ba chỉ rất là ngon. Ở đây thì có thịt nó cũng có nhiều thịt ba chỉ đâu các bạn nhá. Nên là ai ăn ba chỉ thì gọi sớm sớm một tí, đi sớm ý, thì nó sẽ có nhiều hơn. Đấy, những miếng thịt ba chỉ thì phải nói thật sự là các bạn là tuyệt vời. Nhìn thấy không? Cái lớp da này. Cái lớp da ở vịt của cô nó có cái đặc trưng là nó rất là lượn sóng và nó rất là béo. Bên dưới là phở thì như các bạn biết ý, phở đây là phở to một chút. Nhưng mà chị nhúng cái phở ấy nó rất là nóng nên là ăn nó rất là mềm các bạn nhá. Đây này. Nước thì các bạn nào mà không muốn ăn cái nước béo của phở ở trong bụng con vịt ấy, thì các bạn đừng có gọi nhá. Cái nước béo ở nhưng mà thực ra thì mình, theo mình ý kiến mình ăn phở vịt thì nên cho cái nước béo đấy vào. Vì nó có mùi thơm của quả măng mật rất là ngon. Đấy. Nhìn chưa? Thực ra thì nước phở nó rất là trong nhưng mà chủ yếu là có đổ cái nước béo vào ấy.
ăn nó mới làm nên cái hương vị hiệu phở vịt ở Lạng Sơn. Béo ngậy luôn và rất là ngọt. Các bạn mình thưởng thức một bát phở vịt quay ở quán Cô Vi Sặng. Đây các bạn nhìn thấy hôm nay là đây cô sẽ cho mình một cái cọng. Đúng ra thì một bát phở ở đây là chỉ có 3 chỉ này thì nó sẽ là 40.000. Đây là những miếng thịt ba chỉ rất là ngon. Hôm nay thì mình sẽ ăn nguyên cái cọng và xem thế nào nhá. Đây là cô cho mình cái cọng để ăn xem thế nào. Ăn như này thì rất là béo luôn. Béo lắm. Ăn rất ngon các bạn nhá. Đặc biệt cái cọng các bạn biết đấy. Ăn nó rất là dai và ngọt. Đây, cái da ở phía ngoài và bóng nó rất là béo. Đây là những cái phở mà cái phở đây là phở cũng đều là cái phở cô tự làm cả. Ngon. Phở mềm ngấm với cái nước phở ấy ăn nó rất là ngon. Bà chỉ nhá. Tuyệt vời luôn. Không nên nói chưa nha. Sới cho mình trước đấy. Nếu anh em tập trung ăn với cọng này nó ngon đấy. Không làm ở nhà để cho các bạn chơi thì không tham để ra nhà hàng mà ăn đúng. Bây giờ thì là đường Đại Huy. Còn ở phía dưới này đó là bên doanh trại quân đội. Các bạn tìm đến doanh trại quân đội nhân dân Việt Nam. Đấy, thường người ta gọi là phở tỉnh đội đấy. Thì đến đây hỏi đến đây thì mọi người sẽ biết. Thì bây giờ video của mình xin tạm dừng ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái số tiếp theo của mình nhé. Bye bye.